Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Em ơi channel, và bây giờ thì mình sẽ chơi chế độ Adventure. Nó dựa vào một tựa game hay một tựa phim của Marvel Adventure siêu anh hùng. Mình sẽ trở thành một siêu anh hùng nào. Bắt đầu 3, 2, 1 đi. Chiến Adventure. Adventure lần này. Adventure lần này. Đấy, từ từ. Mày bắn cái gì? Đấy. Adventure lần này mình sẽ chơi với sở hữu Tham Son. Mình cảm thấy cực khoái với khẩu này. Nói chung đạn nó cũng vừa phải thôi, nhưng mà tốc độ bắn. Vậy số lượng đạn này mình thấy khá thích hợp với chơi zombie, với chơi đấu đội cũng thích hợp nữa. À, chạy nhanh à. Tên lửa này. Tàn hình là này được nhau. Ý dạ. Tàn hình cũng có đôi chút cản trở tại tầm nhìn nó không được đấy à. Nhưng mà không sao. Còn bắn chết mẹ từng thằng. Đấy, tốt rồi nhờ. Ngu người cho mấy thanh niên. Đấy, phi tiêu hay là gì đấy, siêu năng lực nào đó của trong Adventure. Chạy nhanh thế này. Mình thấy chạy nhanh này tác dụng nó không được nhiều như mấy cái khác. Úi dồi, tên lửa à. Nó chơi tên lửa hành trình hay tự nhắm gì đấy. Chúng mày cút ra. Ấy à, anh bán đi em rỉ á. Đưa răng chắc gì đó mạnh bằng đứng đối diện nó bắn luôn vậy. Mà thấy các bạn thấy không, đưa răng nó xả đạn như vậy mà không thể bằng Tham Son được. Ba em tàn hình khá là thích cái tàn hình này. Úi dồi ôi, bắn vào tường ấy tự sát luôn. Đáng lòng chưa? Không mạnh như vậy chứ. Hết sọt. Đấy, liên tục là hết sọt. Ôi, ván này sẽ kết thúc sớm so với dự kiến. Ây da. Thôi, chơi tên lửa đi. An toàn là trên hết. M200 thì làm được gì? M200 thì làm được gì? Ý giời, tàn hình kìa. Anh nhớ tàn hình. Tàn hình và dùng barret thì đi xa rồi. Cho dù nó bắn một phát cũng không chết. Barret hai phát. Cho đuổi mày, đuổi cùng giết tận. Đấy, năm thanh niên. Làm gì đây? Ngu người. Hết đạn. Có lẽ là mình nên lượm thử Tham Son. Không lượm được à? Mình đã đứng cái bên thử Tham Son cũ rồi mà không thể lượm được rồi sao? Vâng, cảm ơn ông mua đồ cũ đã góp một phần vào âm thanh của video này. Ô, sao lại lượm súng này nhỉ? Đã lượm nhầm Tham Son cấp 4. Cộng 7 bắn nó phê. Đấy, tàn hình này, tàn hình này, thanh niên tàn hình này. Tàn hình này, ngu người. Ôi ôi. Bị. Ôi ôi, hai thanh niên tàn hình đấy kìa. Tại chỗ mình hẻm cụt đấy, ông ấy phải chạy xuống cuối hẻm rồi lượn ra nữa. Cho nên mình nghe tiếng rao hai lần. Thanh niên gì đấy? Đời răng à? Hay bị đời răng chơi. Làm mình phân tâm quá. Chơi nhắm mà chơi Adventure là một người rồi. Ấy.
What the fuck? Bom hạt nhân. Đấy. Phải thế chứ. Đấy này, hai thanh niên này. Rồi, chơi tao à? Mày tuổi gì? Không thấy thanh niên nói vậy. Ấy trời ơi, phải thế chứ. Những cái bên này đã biết rồi. Cây cần này rất hay. Ồ. Vẫn bị cây gì đấy. Quên nhỉ, quên tên rồi. Thông như một phát, đi luôn. Này, thanh niên ngu người này, chả biết gì. Chả biết gì, chết. Nào, chúng mày đâu? Bắn bố được rồi, chạy ra đây. 29 kill rồi, phát nữa thôi. Vâng. Nếu mà video này quá ngắn thì mình sẽ ghép thêm video nữa. Ok.